Nhà mình chung cư 90 mét, mình gọi thợ lên làm vách ngăn một phòng ngủ thành hai phòng ngủ thì bị ban quản lý chung cư ngăn lại và đòi tiền phí 2 triệu. Vậy khoản tiền đấy đúng hay sai, có phải nộp cho ban quản lý chung cư hay không? Chắc rằng trong chúng ta ai cũng sẽ sửa nhà một lần, và cái việc sửa nhà này nếu mà không nắm được quy định thì chúng ta có thể bị những đơn vị ban quản lý chung cư làm phiền, hoặc là tệ như trường hợp vừa rồi là chúng ta bị đòi phí khá là tiêu cực. Vậy thì trong số Trà Sen Vàng thứ 14 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nắm cái quy định khi nào chúng ta cần phải xin phép khi sửa chữa nhà chung cư. Trích trong điểm D khoản 2 điều 89 Bộ luật xây dựng. Thì với những cái phần sửa chữa nhà chung cư nào mà chúng ta không thay đổi chức năng thiết kế, chúng ta không làm ảnh hưởng tới kết cấu an toàn của tòa nhà thì chúng ta sẽ không phải xin giấy phép sửa chữa nhà chung cư. Ví dụ như trường hợp như trên, chúng ta sửa một phòng ngủ lớn thành hai phòng ngủ nhỏ, hay là chúng ta cải tạo một không gian phòng làm việc thành phòng đọc sách, hoặc là một cái đơn giản như là trong phòng tắm chúng ta lắp thêm vách kính, chúng ta không thay đổi cái công năng, chức năng theo cái thiết kế ban đầu của tòa nhà chung cư, hay là chúng ta không đập phá gây ảnh hưởng đến những cái phần tường chịu lực làm ảnh hưởng đến cái an toàn chung của tòa nhà thì chúng ta sẽ không cần phải xin phép xây dựng. Đó, chỉ đơn giản thế thôi. Mọi người lưu ý để nhỡ mà chúng ta hoặc là người thân của chúng ta sửa chữa nhà chung cư, chúng ta không bị làm phiền, chúng ta nắm được quy định để trao đổi với ban quản trị chung cư một cách là vui vẻ nhất. Tuy nhiên là trong thực tế, nếu mà mọi người có sửa nhà thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta cũng nên cảm ơn ban quản lý một chút, để cho họ hỗ trợ trong cái quá trình mà cho phép thợ thi công vào trong căn nhà của chúng ta, hoặc là trong quá trình là dọn dẹp, vệ sinh lại những cái bụi bẩn, rác bẩn khi trong cái quá trình mà vận chuyển nguyên vật liệu vào cái căn hộ chúng ta, và làm mối quan hệ của cư dân và ban quản lý vui vẻ hơn, cũng không mất quá nhiều đâu. Đó, toàn bộ nội dung của Trà Sen Vàng thứ 14 ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người tại số Trà Sen Vàng thứ 15 tiếp theo. Xin chào.